Có một cô gái này đến tuổi có chồng, nhưng cha thì bệnh đau, nằm một chỗ lết đi tiểu không à. Cuối cùng thì có một anh chàng muốn cưới cô và quyết định cưới cô. Thì cô điện lên chùa mình mà được người ta chỉ, chứ không phải cô biết Phật pháp. Được người ta chỉ chùa này có nuôi người già. Chỉ cô đem cha gỡ đi đi. Cô điện lên chùa gặp chú Tâm Nhiên. Bà nói rằng: chú ơi, con chuẩn bị đi có chồng, nhưng mà ba của con yếu quá, con thấy ổng tội nghiệp, để ổng mình ở nhà mà ổng lê lết, ổng đi tiểu, lỡ ổng té ổng chết tội nghiệp ổng, nên con không đành lòng, nên con xin xin nhà chùa nhận ba con giùm con đi, để cho con yên tâm con đi có chồng. Nói câu này là nói câu dễ hiểu, chứ người ta nói thì chắc chắn là người ta sẽ không bao giờ nói như vậy, nhưng mà cái lý giải Nhân Đức cho nó dễ hiểu một chút quý vị. Thì Nhân Đức bắt đầu nghe một cái là Nhân Đức giảng bài pháp ngắn liền, giảng một bài pháp ngắn như câu chuyện đó luôn để cho người ta nghe. Nhân Đức nói rằng cái chàng rể này vì sao mà thiếu đạo đức như vậy, vì sao thiếu đạo đức như vậy, còn cái cô mà đi có chồng này vì sao cô thiếu đạo đức như vậy, tại sao cô thiếu cái góc độ nhìn một người chồng như vậy. Bây giờ anh thương tôi không? Thương, thương mới cưới chứ, thương mới cưới. Mà vậy anh thương tôi, như vậy tôi ở đâu mà có cho anh thương tôi? Thì cha mẹ em sanh em, nuôi em khôn lớn mới có em cho anh thương. Như vậy bây giờ cha tôi gần chết rồi, anh thương tôi, anh cưới tôi, anh rước tôi, vì sao anh không rước ba tôi? Anh chỉ biết ăn mà anh không biết cái người tạo ra cái món đồ ăn cho anh ăn. Anh bẻ trái ăn mà anh quên đi cái người trồng cây. Anh uống nước mà anh không nhớ nguồn hả anh? Nếu tôi lấy cái người đàn ông như anh thì một ngày nào khi tôi bệnh đau hay tôi bị xấu đi thì anh sẽ bỏ tôi, vì anh không nhớ nguồn cội, anh hiểu không? Tôi không thể nào lấy một con người như anh được. Bây giờ tôi cũng muốn chồng lắm, nhưng mà người như anh tôi không lấy được. Tôi phải chờ một cái thằng nào nó được một chút nó được. Thằng nào mà nó rước tôi, mà nó rước luôn cha tôi á, phải chi mà cha tôi còn anh chị em tôi mà nuôi á, thì anh rước tôi cũng được. Còn cái này cha tôi sanh cưng một mình tôi, mà ông già ông gần chết rồi, mà anh nỡ lòng nào anh rước con gái ông mà anh không rước ông, đúng không? Suy nghĩ đi, đặt câu hỏi đi. Vậy thì cái tình thương của họ chỉ thương vào cái nhan sắc, thương vào còn trẻ, còn không nhớ nguồn cội. Con người này thiếu đạo đức. Còn mình bây giờ chỉ muốn có chồng mà mình quên mất tiêu cha mẹ mình. Rồi mình về mình nằm bên cạnh chồng, mình nghĩ đến cha mình, tiểu tiện khó khăn, đi lê đi lết. Vậy thì lương tâm của mình nằm bên chồng nó vui nổi không chợ? Người này mà vui nổi chứ cái tâm trạng người này không phải là con người đâu quý vị à. Thì sao mà vui nổi hả quý vị? Đó không? Nó nên bây giờ, thí dụ như bây giờ mình đến với nhau là vợ chồng đi, mình thương con gái người ta thì mình phải thương cha mẹ người ta. Mình thương con... không, mình thương chồng mình, tính thương con chồng. Mình thương chồng mình thì mình thương cha mẹ chồng. Con người mà như vậy thì nhất định là hạnh phúc mà. Mà con người chỉ biết thương vợ mình mà không thương cha mẹ vợ mình, thương chồng mình mà không thương cha mẹ chồng mình là thương xạo. Thương cái này là không bao giờ gia đình được hạnh phúc. Vì sao? Vì nó đâu có cái đạo làm người. Nó đã không có cái đạo làm người sao hạnh phúc. Rồi vợ chồng mà sống như vậy lấy cái gì dạy con? Sao dạy con đây? Đi coi đó. Nên tại sao xã hội bây giờ mà nó loạn như vậy? Tại vì cái nhân cách đạo đức làm người con người ta không chịu học. Người ta nghĩ cái này là cái cũ đít, cái xưa rồi. Xưa hả? Mày muốn làm giám đốc không? Mày muốn giàu không? Mày muốn có sự nghiệp không? Mày làm cái này đi, mày sẽ có sự nghiệp đó. Tao nói 100% luôn. Tại vì sao nè? Con người của tôi ngoài đời là một con người cháo dở, đê tiện hạ lưu, cái thứ gì tôi cũng tính ra trên nè. Hèn mọn đến mức mà tôi không muốn nói thêm nữa. Tôi tính đủ cách mà tôi vẫn không thể nào lập được sự nghiệp. Cuối cùng tôi nghe Phật pháp một phát thôi là tôi quyết định tôi đi vô chùa là tôi buông hết. Tôi buông hết luôn.
Tôi ngoài đời tôi ăn hiếp người ta, mà vô chùa người khác muốn ăn hiếp tôi bao nhiêu cũng được. Tôi quyết tâm luôn á. Tôi ham tiền vô cùng mà tôi vô chùa tôi quyết định là tôi không ham tiền nữa luôn á. Vị chủ trì có thử tôi bao nhiêu lần cũng không bao giờ mà tôi bị dính cái chuyện tiền bạc. Chỉ có đúng cái chân thật thôi. Vậy mà cuối cùng tôi đi tu mười mấy năm, bây giờ tôi thấy rằng rõ ràng cuộc đời tôi nhờ Phật Pháp mà rõ ràng tôi thăng hoa. Thấy không? Phương pháp đó, thấy chưa? Thấy phương pháp chưa? Có người người ta cứ chỉ nghĩ là tôi học một cái đó, vậy là tôi muốn tạo một sự nghiệp qua sở học đó. Quý vị nhớ đơn giản thôi, hiếu với cha mẹ, hòa thượng với anh em, sống đàng hoàng, nghiêm túc, buôn bán làm ăn cái gì chân thật nhiệt tình, có lời nhưng mà rất rõ ràng thật thà. Từ nơi đó tạo thành uy tín, uy tín đã có rồi, sự nghiệp tự nhiên phát triển. Con người nói chuyện thật thà, nhiệt tình, có uy tín thì ai cũng tin dùng mình, một đồng mười, mười đồng trăm, trăm đồng ngàn. Thì đối tác ào ào đến với mình thì tự nhiên trở thành công ty lớn, tự nhiên trở thành ông chủ mà ai cũng tiếp nhận. Mình đã làm ông chủ thì mình đã trải qua cái vai trò của người làm công khổ đau. Thì mình thương người làm công, dù mình là vai trò ông chủ nhưng mình vẫn thương người dưới tay mình, biết bảo hộ lo lắng cho người dưới tay. Thì người dưới tay mình sẽ hết lòng hy sinh vì sự nghiệp của mình. Như vậy thì sự nghiệp của mình được người ta bảo hộ, chắc chắn sự nghiệp sẽ tồn tại lâu dài. Nhưng nhiều người bây giờ học thức cao, được làm ông chủ, được cha mẹ để của cải lợi cho, nhưng cái nhân cách đạo đức lại không có. Cuối cùng vào tay mình làm ông chủ, thời gian sạt nghiệp. Vì sao? Thiếu nhân cách đạo đức, không biết sử dụng con người, không nhìn ra được sự việc. Người ta làm cực, không biết đối đáp đồng tiền để mà phù hợp cái công người ta. Bắt người ta làm nhiều mà cho người ta lại ít. Cuối cùng sau lưng người ta phá hoại sự nghiệp, và người ta chăm chích mình sau lưng, cuối cùng tổn phước giữa hai bên. Thì sự nghiệp công ty của mình tự nhiên tan nát. Đúng không? Tôi đi tu mười mấy năm tôi áp dụng, cuối cùng là cái gì mà thành công trong con đường tu trời? Tôi xin thưa quý vị, đừng có đi tìm Phật Pháp ở trong chùa chiền chứ công, mất công cho nó mệt. Khó cần đi tìm ai nữa, mệt lắm. Tôi đi tu học mười mấy năm nay, tôi xin thưa quý vị, tôi nghe Pháp Hòa Thượng Tịnh Không được 5 năm. Trong lời giảng Hòa Thượng Tịnh Không chỉ có chỉ một cái cách tu thôi, đó là niệm Phật. Và tôi tiếp nhận được ngay câu Phật hiệu. Còn tất cả việc ở trong chùa tôi áp dụng hoàn toàn từ Tịnh Thất Quan Âm ngày xưa tôi quản. Nếu người nào chỉ cần có góc độ sâu một chút, quý vị sẽ đặt câu hỏi vì sao Tịnh Thất Quan Âm ngày xưa có một thời quanh quanh liệt liệt mà sau này nó lại không được quanh quanh liệt liệt. Quý vị chỉ cần nhìn nhận sâu sắc quý vị sẽ biết. Hộ Pháp ngày xưa vì sao lạnh lẽo vắng tanh, hộ Pháp từ khi cái thằng Cù Lằn đến mà đông đúc người về. Tôi xin thưa quý vị, mười mấy năm tôi đi tu, tôi áp dụng Phật Pháp là cái gì quý vị biết không? Ở đâu không? Ở dưới quê tôi đó. Chính tôi còn nhỏ tôi thấy ở dưới quê tôi, khi người đi qua kẻ đi lại ở ngoài đường gặp nhau, anh hai ghé uống ly nước trà, chào anh ghé uống ly nước trà cho tôi, uống ly cho xong đi làm gì thì đi, nghe không? Bữa nay có món đồ ăn ngon, anh lỡ ăn một miếng đi, trời ơi, anh ăn một chén cơm với nhà tôi, anh không ăn là anh em mình sức mẹ tình cảm đó nghe, ăn nghe. Rồi sao gia đình á, khi tới giờ ăn cơm rồi á, bắt đầu á là con đi qua bên sông đồ chơi bên kia, ở bên đây cha mẹ anh em kêu Hiền ư, về ăn cơm con ư, về ăn cơm con ư, bắt đầu là chờ con về ngồi ăn cơm chung với nhau hai chuyện nha. Rồi con người nhiệt tình với con người, người ta đến nhà một cái là đồ ăn bao nhiêu á, những đứa thấy ba những đứa đồ ăn bao nhiêu ông đem ra cho ăn hết, bị mẹ những đứa cằn nhằn hoài vậy đó. Ông cứ là nhà nghèo có miếng đồ ăn mà khách đến nhà ông đem kêu ăn, đem ăn cho ăn hết trơn, nên bị má những đứa quá cằn nhằn hoài vậy đó. Sau này tới những đứa áp dụng á, cái cách của ba những đứa thì những đứa áp dụng khác một chút, những đứa cũng đem ra cho người ta ăn, nhưng những đứa lại chừa lại miếng cho nhà mình ăn. Ba những đứa ông chơi hết tay luôn, nên ông được bạn mà ông không được cha vợ với con. Đó là chính cuộc đời những đứa thấy ba những đứa ông chơi hết mình, nhưng mà đối với gia đình thì không tiếp nhận ổng. Nhưng bạn bè thì ai cũng nói ổng chơi nghĩa khí này kia, nhưng mà nghèo mạt riệp vậy đó. Còn tới đời những đứa thì cũng lấy cái cách của ba những đứa mà đổi lại một chút. Như hàng Phật tử về chùa, những đứa nói với mấy cô á, đồ ăn bao nhiêu cắt hết đi, đem vào cho ăn hết đi. Nhưng trước mấy ngày trước những đức hợp, những đức nói cái gì ngon ngon để cho mấy bà già ăn nghe. Tôi nói thật đó quý vị. Trời ơi, tôi nói rõ ràng mà.
Ngày 20, ngày 19, ngày mai lễ xong bữa 20 thì tôi nói rằng một số đồ ngon ngon ai cúng để dành lại để làm chi? Trưa 20 đó để cho cái buổi ăn phong phú cho chùa. Tại vì sao mấy ngày ban tổ chức các cụ già cực lực mấy ngày nay không có quan tâm ngó ngàng đến các cụ, thì bữa 20 đó ít gì cũng phải mua đồ ăn ngon ngon để cho đại chúng ăn, giống như cái bữa tổng kết mà mình đã thành công chương trình lễ hội của chùa mình, lo lắng cho người ta xong. Vậy thì cái chuyện đối với người ta mình cũng nhiệt tình, người ta chấp nhận. Đối với người trong nhà bên cạnh của mình, người bên cạnh mình, người ta cũng quý mến mình. Như vậy thì thầy sự thành công của mình là từ ngoài lẫn trong đều đạt được chỗ thành công, đúng không? Nên những đức mong là các ông nghe được chỗ này. Dù mình đối với bạn bè mình cũng hô hà nhiệt tình ghê lắm, nhưng mà phía sau mình đối với vợ mình, với gia đình mình đều nói có câu rõ ràng. À, tôi nói như vậy đó, nhưng mà bà dọn ra bà chườn miếng cho con cái với bà ăn nghe chưa. Nhưng mà tôi ở bên ngoài tôi la sùm, đem đồ ăn ra em, đem ra. Anh bữa nay anh gặp bạn bè, bữa nay phải tới cùng hết mình, hiểu không? Mình phải như vậy, nhưng mà mình đã nói với gia đình mình rồi là phải chừa lại cho em và cho con có món ăn đàng hoàng. Thì vợ mình gương mặt nó vui khi có người chồng như vậy, con mình hiểu được cha mình như vậy, thì từ nơi đó mà gia đình mình vui thì bạn bè mình cũng thích đến nhà. Còn bây giờ mình kêu dọn hết đi, dọn hết đi, cuối cùng mình được bạn, nhưng ở chỗ phía sau tôi cầm chảo cầm nồi xèn xèn xèn, thì thằng bạn nào mà lanh trí thì đứng lên đi liền đi, còn mày mà không đứng lên coi chừng một chút mày ăn dao dâu cho mày biết. Nó kinh nghiệm nghe. Thế vậy thấy không, những cái điều như Đức chia sẻ với vị coi rõ ràng không? Nên những Đức nói tôi đi tu mười mấy năm chờ áp dụng ở đâu? Ở dưới quê. Tôi chưa thấy một người xuất gia nào dạy tôi những cái điều này chứ. Chưa từng thấy luôn á. Tôi không thấy người xuất gia nào dạy tôi cái điều này để áp dụng trong chùa chứ. Nó, rồi quý vị biết rằng từ nghề dạy nghề thôi, ngày xưa trên kia người ta đi đến chùa, những Đức bố trí toàn bộ những Đức hợp hết, lễ lộc hợp hết. Dưới Quan Âm ở dưới đây, những Đức chưa xuống dưới đây, ngày xưa thời thầy Giác Nhàn đó là những Đức ở trên kia hợp á, thắp xếp ban bệ á. Thì quý vị biết lễ lộc người ta về chùa, những Đức bố trí cho nguyên một vàng người đứng ngoài cổng chùa. Người ta đi đến chùa đưa dép cho người ta mang. Còn chờ mưa thì che người không che mình. Ghê chưa? Che người không che mình. Đó. Nên cái nhân sự ngày xưa của những Đức trên kia nó hùng hậu lắm. Còn cái nhân sự ở đây nó yếu hơn quý vị à. Cái nhân sự ở đây dù những Đức có cố gắng sắp xếp, nhưng mà nó yếu hơn ngày xưa cái nhân sự của những Đức ngày xưa trên Đà Lạt. Trên kia quý vị biết bao nhiêu trăm cư sĩ chưa? 300 người nam cư sĩ. Còn cái vàng mà gọi là chăn màn là 30 người, cái nhóm chăn màn thì nghĩ đi. Còn nhóm nữ trẻ là 70-80 người nữ trẻ. Nên bên tay những Đức là một lực lượng làm việc mà chỉ cần sắp một phát thôi là việc gì ra việc nấy, làm ao ao ao. Còn nhân sự mình đây rất là yếu, đúng không? Bây giờ tuổi trẻ mình ở đây có chừng 20, bên mấy cô có được 50-60. Nhưng mà công việc nó chia ra quá nhiều công việc. Lực lượng của chùa mình ba đạo tràng tổng cộng hơn 700 người hiện tại. Năm cô mà nuôi các cụ già yếu, năm cô mà nuôi 40 cụ yếu. Quý vị nghĩ đi, ngoài đời quý vị có một người cha người mẹ, quý vị thuê một người nuôi mà đã khó khăn vất vả. Vậy mà năm cô nuôi 40 người yếu. Quý vị nghĩ cái tâm huyết người ta mà những Đức truyền lửa mà quý vị biết cái cách làm việc nó đạt đến cái trình độ đến cái mức nào chưa? Ngoài sức tưởng tượng. Khi làm việc không xin một cắt bạc của ai, cho tiền cũng không lấy. Thấy rõ ràng vì giờ đây 100% quý vị biết luôn, không có bao giờ chuyện đó xảy ra luôn. Nơi nào những Đức ở là nơi đó tư tưởng gì? Tư tưởng cộng duyên cộng phước. Tư tưởng là hoàn toàn có của cải quy về một hướng. Xe cộ của chùa mình là sử dụng toàn đại chúng, cả chiếc xe nhà Đức đi luôn, anh em đều được đi hết. Không có ai ở trong chùa mình mà có của riêng, hoàn toàn là của xài chung đó. Đây làm được hết rồi đó. Nên từ nơi đó ít gì quý vị về đây cũng không đến nỗi tệ, dù là nằm dưới gạch đi chăng nữa mà cảm giác vẫn là có sự bình an. Xuống ăn cơm thì cái gì có gì mà chúng ta ăn nấy thôi, hiểu không? Đó. Nên từ nơi đó mà cái nhân cách đạo đức sống và tu hành nó quan trọng lắm. Chúng ta phải đem Phật pháp này nè áp dụng vào cái cuộc sống chúng ta đang sống, phải áp dụng. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình làm cha làm mẹ,
vợ chồng hạnh phúc thì dạy con được đàng hoàng. Dạy con của mình, bây giờ mình ví dụ như bây giờ mình có hai đứa con, mình mua một cái trái thôi, một cái trái đem về, mình hỏi hai đứa con, hai con đối với cái trái này anh muốn hay em muốn, thử con mình. Thì thằng anh nó nói con muốn, thằng em con muốn. Thì mình dạy con mình lúc đó liền, giữa anh em phải có cái sự mà chia nhau mà sống, hoặc là biết nhường nhau mà sống. Tại vì các con là cùng cha mẹ sinh ra, cùng một dòng máu. Bây giờ còn nhỏ mà một cái trái đã dành, vậy thì sau này của cải của cha mẹ để lại các con cấu xé nhau, giết nhau để giành của làm sao? Không có nên được như vậy đâu nghe không? Dạy từ khi còn nhỏ. Vì cái trái đấy làm sao? Cắt ra làm đôi, hoặc là anh còn nhiều hơn em ít hơn anh. Nó phải có từ trên tới dưới rõ ràng. Cái đó là một cái nhân cách dạy con từ khi còn nhỏ. Dạy con những điều đó, quý vị biết rằng sau này gia đạo bị hưng thịnh là ngay chỗ đó đó. Gia đạo hưng thịnh là ngay chỗ đó. Nên mình đi đến cái chỗ đông người, nó có một cái nền giáo dục tư tưởng để giúp mình lớn lắm quý vị. Thí dụ như bây giờ mình là một người phụ nữ, mình đi đến chùa đi, mình được ở trong chánh điện, mình nằm mình ngủ, không có chỗ ở mà sau này nhà ăn xong rộng thênh thang, đang cắt nhà ăn bự quá trời đó, trên còn thêm một cái lầu nữa quý vị coi đó. Thì trong vòng khoảng 2 tháng sau là xong cái nhà ăn rồi đó. Nhìn vậy mà 2 tháng sau xong đó. Rồi kế đây là một cái vị trí nhà nó dài, thiệt là dài cái mảnh đất nè. Rồi ở phía sau lớp đệ tử quy là một căn nữa. Rồi ở bên cái phòng hộ niệm là một căn nữa. Rồi phía trước giữa là 2 căn nữa. Là tổng cộng chúng ta xây 7 căn nhà. Thì trong vòng 1 năm nay cực lực mà làm, có thể qua Tết là có thể xong hết trơn tất cả nhà cửa này luôn đó. Thì quý vị biết làm đến mức cực lực. Còn bên kia hiện tại Hòa Thượng đang xây 4 dãy nhà bên đó, 4 cái dãy nhà cực kỳ lớn, mà có 2 dãy là chưa cho chưa tăng ni đó. Chưa tăng ni sau này ở cốc tuổi già này kia là về đó, ở nương tựa đó. Là 2 dãy nhà thiệt là lớn, đi bằng thang máy. Thì quý vị biết rằng là trong một lúc mà cả hai bên ngôi chùa mà xây nhiều như vậy, mà còn nuôi thêm 700 chúng trong chùa nữa, mà hiện tại những đức với Hòa Thượng, quý vị nghĩ đi, bận tâm cỡ nào chưa? Vậy mà những đức vẫn là thoải mái, quý vị đi về đây có những đức có nói cái chuyện gì để cho quý vị bận tâm không? Không. Tại vì những đức biết rằng cái cuộc sống bây giờ, kinh tế bây giờ bên ngoài nó khó khăn lắm. Người ta đi về chùa là người ta tìm chốn bình an. Còn mình làm việc cho Phật Pháp, mình tin chắc 100% mình làm việc trong Phật Pháp là tự nhiên có Phật sắp xếp. Khi nhà cửa này xây xong hết trơn, quý vị về đây có chỗ ở. Một số người già sẽ có chỗ nương tựa ở đây. Khi mà ở đây xây xong hết trơn thì ít gì ở đây chúng ta nhận cũng thêm 150 người nữa là giá chót luôn. Và chỗ ở quý vị mà lễ lọc mà nằm cũng tương đối có chỗ tương đối. Để xây nhiều dãy nhà mà. Nên từ nơi đó chùa cũng cố gắng hết mình để mà nó có một cái nơi để cho hàng Phật tử người ta về người ta tu. Cái chỗ đặc biệt nhất là mình mong rằng ở đây là cái nơi chốn bình an, mà hàng Phật tử người ta về đây là có được điểm bình an. Nên mỗi một con người mình sống ở cái cuộc đời này nó vô thường lắm quý vị. Sống nay chết mai con người mình nó vô thường lắm. Chúng ta đừng có đặt cái vấn đề gì ở trong cái cuộc đời này mà nó vĩnh cửu. Có khi vợ chồng đang sống như vậy, tự nhiên đùng cái tự nhiên chồng hay vợ mình chết queo. Có khi cả con của mình nó còn nhỏ vậy mà tự nhiên nó bệnh đau nó chết queo. Cái vô thường trong cái cuộc đời này nó bất thường lắm. Nên mỗi một con người chúng ta sống một ngày hôm nay là mình được trân quý ngày hôm nay. Chúng ta được có cơ hội về đây, quý vị biết rằng là lễ 3 ngày 1500 danh hiệu không đơn giản chút nào đâu quý vị à. Những đức nói hồi tối tại sao mà lại xong mà nó có một cái cảm giác nó mệt lắm nha quý vị. Hồi tối những đức lại xong mà những đức đi mà muốn xỉu luôn. Đi lên trên phòng một chút xíu nó mới hồi phục lại. Mà cơ thể tuổi trẻ khỏe đó nghe, tâm trạng thoải mái đó nghe. Mà quý vị biết rằng là những đức mau hồi phục cái sức khỏe đó, quý vị biết không? Vì sao mà mệt như vậy? Nếu như người ai cũng khỏe thì mình sẽ khỏe. Nếu bây giờ xã hội bao nhiêu con người ai cũng bệnh, ai cũng đau, ai cũng mệt, ai cũng yếu, rồi nguyên một cái mùa dịch người ta chết bao nhiêu hương linh chưa siêu. Vậy thì cái chương trình quý vị tu này để cầu nguyện cho họ thì quý vị mang một cái gánh nặng cỡ nào chưa?
Nó nặng cho quý vị cỡ nào chứ quý vị. Nếu như ai cũng là người tu, ai cũng là người khỏe, ai cũng là người có phước thì quý vị sẽ hưng thịnh dễ vô cùng. Còn nếu như ai cũng là người khó khăn, ai cũng đang bị bệnh, bầu không khí đang bị ô nhiễm cao độ và bao nhiêu hương linh chưa siêu, cô hồn vất vơ vất vưởng mà gọi là quán khí trên bầu trời nặng nề, như vậy thì quý vị muốn cầu siêu, cầu an cho người ta thì cả vấn đề quý vị phải dùng tới sức lực của chính mình, tu hành nặng và hao tổn cực kỳ lớn. Nên những đức nói tại sao hôm qua mà mình lễ Bồ Tát Quán Thế Âm từ xưa tới bây giờ chưa bao giờ mà những đức lễ Bồ Tát Quán Thế Âm xong mà những đức mệt như vậy. Trời ơi, mệt đến mức mà quý vị biết rằng là hai cái đầu gối hai bên những đức lột hai miếng da bự thiệt là bự. Mà những đức lễ ngày xưa giờ là rất quen, lạ như vậy. Lễ xong mà nó mệt, có người những đức mà đuối tới còn mư lễ nữa, tự nhiên mà đang lễ nó ói, muốn ói quý vị. Mình nói ủa sao kỳ vậy ta, hồi xưa tới giờ mình khỏe lắm mà. Thì những đức nói rõ ràng nguyên một cái chặng dịch bệnh này, và trong tâm mình nghĩ rằng chiến này mình lại 1.000 năm trong danh hiệu là để cầu nguyện cho toàn thế giới kiếp nạn được quá giải bớt đi. Thì cái tâm lực đó quý vị biết quý vị gánh nặng cỡ nào chưa, không đơn giản chút nào. Nên mình phải có một cái tâm đó quý vị, và mình phải khoác một cái nguyện phải mạnh hơn, khoác nguyện phải mạnh hơn cái mà nó nghịch lại thì quý vị sẽ làm được. Còn nếu yếu yếu là rớt chắc chắn 100% luôn. Quý vị thấy bây giờ cái tâm lực những đức như vậy, những đức mới nói chuyện mạnh như vậy. Nếu tâm lực những đức mà yếu làm sao những đức nói chuyện nổi với quý vị. Nên mỗi một con người nghe đạo là mỗi một con người gì, khoác tâm lực cho mạnh lên, dùng cái thân giả này cho xứng đáng, dùng cái thân giả này cho xứng đáng. Vì một ngày nào nó bỏ mình nè, nên chúng ta phải dùng nó cho xứng đáng. Chiếc xe này bể bánh lai rai hoài xì gột bể bánh, lỏng ốc gớt ốc tùm lum tùm la. Bây giờ nó đang chạy được thì chúng ta cố gắng dùng nó chạy đi ha. Chạy chạy đi, đúng không? Chứ chúng ta đừng có để nó mà trở thành cái thứ vô dụng để một ngày nào nó cũng bỏ mình, uổng lắm. Nên từ nơi đó mà những đức khi phát tâm làm một cái gì là cực kỳ mạnh. Quý vị nghĩ đi, 3 ngày 12 buổi giảng pháp thêm 6 buổi mỗi ngày. Như hồi sáng những đức tu với quý vị xong á, quý vị nghĩ đúng không, những đức lên giảng thêm 2 buổi trên mạng. Quý vị biết cái tâm quyết nó mạnh cỡ nào chưa. Nên những đức muốn nói lên điều này để cho mỗi một con người chúng ta nghe đạo á, cái tâm quyết mà hướng thiện, cái tâm quyết mà sống đúng đắn đàng hoàng phải cực kỳ mạnh. Và cái tâm mà niệm Phật để đời này giảng sanh đó nghe, phải khoác một cái tâm này cực kỳ mạnh. Những đức nói quý vị khỏi cần đi tìm nữa, nghe được tịnh độ khỏi cần tìm nữa. 13 năm nay tôi muốn tìm là tôi đi rồi. Cái thời tôi trên Đà Lạt á, vị thầy chủ trì cho tôi đi qua đảnh lễ Hòa Thượng Tịnh Không. Những đức nói dạ được rồi thầy. Nội mà nghe Hòa Thượng Tịnh Không mấy năm nay mà con làm không được bao nhiêu câu, như vậy thì đi đảnh lễ ngài, gặp ngài để làm chi nữa. Nếu như chăng thật mà làm thì sự lợi ích thì cực kỳ lớn. Chỉ cần chăng thật làm, con quyết tâm con niệm Phật tới cùng, con khỏi cần phải đi tìm ở đâu nữa chứ. Con cứ cắm rễ ngay câu Phật hiệu này, con cứ đào ngay chỗ này, con đào hoài. Vậy mà đào hơn 13 năm. Từ khi đi vô chùa, một cách tu, một phương pháp tu, một câu Phật hiệu và áp dụng hơn 13 năm. Quý vị thấy rõ ràng không? Rõ ràng không? Phát triển không? Một kẻ quen que, xí cầu que. Như vậy mà quý vị coi, mùa dịch bệnh mà quý vị thấy hồi tối lễ Quan Âm đông chưa? Cái sức mạnh mà thu nhiếp, mà thu hút, một cách tu mà người ta tiếp nhận, mà bao nhiêu con người ngồi như vậy mà quý vị nhìn đi, riêng cái đạo tràng mình quý vị nhìn đi. Thấy không? Rõ ràng không? Phải là ảnh hưởng từ ông thầy không? Ông thầy. Thấy không? Còn nếu mà ông thầy, ông thầy không dám ngồi với ai hết, sợ, thì hào Phật tử Iran. Còn ông thầy ông truyền lửa anh. Vì ông thầy ông tin cái chỗ trốn trong phòng thì cũng dính nè bạn ơi. Bạn chạy chờ cũng không khỏi không khí nữa. Khỏi nắng thì có thể che, đúng không? Tôi nói không khí,
không có không khí là bỏ mạng. Nên chạy chờ cũng không khỏi không khí. Cái nghiệp duyên là nó câu thúc siêu vượt thời gian, nó không có một cái gì chặn lại cái nghiệp duyên cả. Một đứa con bất hiếu đến đòi nợ, quý vị có chốn chờ cũng không khỏi nắng. Chứ quý vị biết, nó mà đến đòi nợ rồi, vợ chồng vừa gần gũi nhau, nó ở xa hàng vạn ngọn núi Tu Di, nhưng nó vẫn đến để mà nhập vào bụng quý vị để thành ra bầu thai. Đứa con đến đòi nợ, quý vị có chạy đâu chạy cũng không khỏi nói chứ. Đứa con đến báo ơn, dù ở xa vô cùng, vẫn là đến tìm quý vị để trả ơn. Vậy thì nghiệp duyên của bệnh đau là do nhân tạo quả chịu. Những đức đã gặp bao nhiêu người, gặp những đức họ nói câu gì: thầy ơi, rõ ràng thầy giảng đúng, chính vợ chồng con ở trong nhà suốt trong mùa dịch, không tiếp ai, mua đồ ăn để đầy đủ ở trong nhà, đóng cửa không giao tiếp ai, bước ra bịt ba cái khẩu trang, cuối cùng hai vợ chồng con dịch sạch dịch luôn. Dịch đầy mình đầy mẩy. Chúng ta là cộng nghiệp thế gian mà, nhiều đời nhiều kiếp cộng nghiệp. Đây gọi là cái nghiệp duyên mà của vô lượng kiếp, để mà hội tụ trong cái thời điểm mấy năm nay. Đây gọi là nghiệp duyên của vô lượng kiếp. Con người ta bây giờ đang chịu khổ đau vì dịch bệnh, vì kinh tế, mà bây giờ người ta còn xách súng đi bắn nhau, giết nhau. Vì sao? Vì bạn cầm dao, bạn chặt đầu, cắt cổ con vật, với bạn ăn thịt nó. Trong vô lượng kiếp, cái quán khí nó hội tụ thành một lực lượng cực kỳ mạnh, nên con người chúng ta bị quán khí che mờ lý trí. Tự nhiên hai bên cầm súng ầm ầm nhau, thằng nào thằng nấy le lử. Phải chi mà nó có trí tuệ, nó hiểu biết, thì quốc gia nào là tự lo quốc gia nấy, đất nước nào là lo cho đất nước nấy đi. Tự nhiên ai xâm phạm ai làm chi, sống trong một cái thế giới hòa bình, an vui, tự nhiên đi đem bơm mìn đi bắn nhau, giết nhau. Vì sao? Vì bạn sát sanh, bạn sát nghiệp, thì sát nghiệp sẽ đến với bạn. Nên Ấn Tổ ngày nói một câu gì? Nếu như bạn không có sát nghiệp, dù bạn gặp giặc cướp nó cũng tha bạn. Còn cái này sát nghiệp bạn nặng quá, bạn có trốn trong phòng, thì nghiệp duyên vẫn siêu vượt thời gian, tìm bạn để thành ra bệnh hoạn. Ghê chưa? Hiểu được nguyên lý này rồi thì ai thở tôi hít, ai ho tôi hít. Thiếu nợ thì trả đi, thao van làm gì cho nó mệt. Vì, quý vị nói, vì thầy tu dữ quá, thầy có bị dịch không? Không có. Tôi cũng bị một chặng mà không te tua. Tôi giảng pháp tôi nói rõ ràng mà, đúng không? Giấu ai? Cái người tu hành đừng nói tu giỏi tu dở gì. Cái giỏi cái dở là ngay cái chỗ gặp nạn vẫn tu. Làm sao cõi này mà không gặp nạn? Quý vị coi Tam Tạng đi thỉnh kinh mà gặp bao nhiêu chặng tai nạn để mà tiêu trừ nghiệp chướng không? Cái đó là cái thử thách, cái khảo đảo con đường tu. Giống như một cây sắt thô mà muốn thành cái kim, muốn thành một món đồ sử dụng đẹp thì phải làm sao? Mài dũa, mài dũa, đúng không? Nó, bất cứ một món đồ nào phải cần được cắt gọt và mài dũa. Vậy thì con người muốn làm Phật thì làm sao? Phải được sự mài dũa. Mà mài dũa cái gì? Trong trần lao, bệnh hoạn, khảo đảo, bị người châm biếm, bị người hà hiếp, bị người đối xử tệ bạc, mình hết lòng mà người ta lại lừa dối mình. Đó là sự khảo đảo để giúp cho bạn thành tựu con đường giác ngộ về thế giới cực lạc. Suy nghĩ đi, nếu như bạn không bị bệnh, bạn không giống người ta, người ta theo ông thầy tu không bao giờ bị bệnh, mình phải tu làm sao như ông thầy không bị bệnh, người nào bị bệnh là dởm. Như vậy thì chúng sanh đeo theo té té sạch nhát hết chân luôn. Nên chúng ta tu cỡ nào tu, bệnh vẫn là bệnh. Tại sao Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không mấy năm về trước mà tướng hảo quang minh, tự nhiên mấy năm về sau mới đây bây giờ ốm o gầy mòn tiêu tụy? Vì sao? Vì Bồ Tát phải thị hiện như vậy để chúng sanh có thể làm được. Nếu như Bồ Tát thị hiện tướng hảo quang minh hoài, chúng sanh đeo theo thì rớt sạch. Vì sao Hòa Thượng Hải Hiền ngài không đi báo cho người ta biết ngài giảng sanh, ngài không đứng giảng sanh đi ngồi giảng sanh, mà ngài im điềm ra đi? Là vì cho chúng sanh biết được rằng dù niệm Phật cỡ nào, giảng sanh thì cũng phải thể hiện đơn giản, để cho người sau này khi niệm Phật giảng sanh thì hành động đơn giản, vẫn nói rằng có người giảng sanh.
Vậy thì chư tổ sư những đời trước vì sao ngồi đi đứng đi? Như đại sư Thiện Đạo thì leo lên cái liễu, nhủi đầu xuống, chổng hai chân lên chờ giáng sanh. Vì sao làm như vậy? Thì trong thời điểm đó có những người tu mật tông, thiền tông, di thức học, người ta học được những giáo điển thông hiểu và thành tựu rất cao. Như vậy thì người tu tịnh độ này phải đạt tiêu chuẩn cực kỳ cao hơn họ. Như vậy thì mới dám đem tịnh độ để mà đi hoằng truyền. Còn trong thời điểm này vì sao giảng sanh phải đơn giản? Vì trong thời điểm này những cái đạo, những cái pháp khác nó không còn thành tựu như ngày xưa. Và người bây giờ ngoài tịnh độ thì quý vị coi, dù cả đời nổi bật nhưng cuối cuộc đời vẫn là te tua. Như vậy thì người tu tịnh độ cũng giảng sanh là phải đơn giản, để cho tất cả chúng sanh ai cũng có thể nghĩ rằng người niệm Phật giảng sanh cũng đơn giản giảng sanh, chứ không có lấy tiêu chuẩn đứng đi, ngồi đi, chào người đi. Trong thời cuộc này không dùng tiêu chuẩn đó nữa, vì hạ cấp để cho chúng sanh có đường để mà bước lên. Hiểu không? Tu tịnh độ, tu Phật Pháp mà nhận thức được thì quý vị tuyệt vời lắm. Nên mới nói là Phật Pháp áp dụng trong cuộc sống làm sao phù hợp. Phật Pháp có thể đi hạ xuống từng cấp từng cấp. Lúc nào Phật Pháp cũng hạ theo chúng sanh để cho chúng sanh tiếp được Phật Pháp. Hay, đặc biệt vô cùng, quý vị thấy không? Nghe gì rồi quý vị thấy ai niệm Phật cũng có tiêu chuẩn giảng sanh hết. Nên á, thí dụ như những đức phân tách cái chỗ này này, nhà Nho dạy nhân, lễ, nghĩa, chí, tính. Thì những đức nói, ủa, nhà Nho cùng nhà Phật nó một mối. Chữ nhân, nhà Phật nói là không sát sanh. Chữ lễ, nhà Phật nói là không trộm cắp. Chữ nghĩa, thì nhà Phật nói là không tà dâm. Chữ chí, thì nhà Phật nói là không uống rượu. Chữ tính, nhà Phật nói là không nói láo. Năm cái phạm trù của Khổng Lão Vu Tử đưa ra và năm cái phạm trù tiêu chuẩn của Đức Thích Ca Mâu Ni là một nguyên lý. Còn Bác Hồ chúng ta thì đưa ra năm cái phạm trù, quý vị có nghe chưa? Yêu tổ quốc, yêu đồng bào là nhân, nhà Phật là không sát sanh. Học tập tốt, lao động tốt là lễ, không trộm cắp của nhà Phật dạy. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt là nghĩa, không tà dâm. Giữ gìn vệ sinh thật tốt là chí, không uống rượu. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm là tính, không nói láo. Bác Hồ cũng đưa ra năm phạm trù luôn. Đi coi á, nó đều là một cái nhân cách và để áp dụng trong cái cuộc đời của chúng ta. Vậy thì bây giờ chúng ta học đạo, cái chữ nhân dạy mình không sát sanh, vì sao Phật đưa cái giới không sát sanh đầu tiên? Cái người cư sĩ đi quy y thọ tam giới là đầu tiên Phật dạy là không sát sanh. Tại vì sao? Vì mình muốn sống nè. Mình muốn sống, bây giờ mình giết chúng sanh thì coi được không? Con kiến, quý vị lấy cái tay bị đuổi cho nó thử coi. Nó bò, bị lấy cái tay bị vượt nó nghe. Nó chạy trầu ô, nó chạy cống chân cống cẳng, nó chạy, nó nói trầu cái gì mà nó bự quá, nó đuổi vượt tôi. Nó chạy thoát khỏi cái ngón tay mình xong, cái bắt đầu nó chạy về tới nhà, nó nói với cha mẹ kiến của nó, anh em kiến của nó, bạn bè kiến nó, bữa nay thoát chết. Tao đang đi vậy không biết nó có cái cục gì mà nó, cái cây gì mà nó dài thòn nó vượt tao, chạy muốn le lử luôn. Thiệt là sợ, mai mốt tao phải cẩn thận, đi đâu tao phải cẩn thận. Thấy chưa? Thì giống như mình, bản thân của mình á, bây giờ mình gặp một cái người bự, thiệt là bự như khổng lồ, mà họ vượt mình thì giống như mình là con kiến, mà khổng lồ cũng như là mình vậy. Vượt mình thì mình chạy cũng cống chân cống cẳng hết, chứ quý vị nghĩ sao? Thì con kiến nó cũng muốn sống, con người cũng muốn sống. Nên Phật đầu tiên chế cái giới là không sát sanh. Nên chúng ta là người Phật tử tập ăn chay mà còn phóng sanh. À. Rồi cái chữ lễ của nhà Nho dạy, còn nhà Phật nói là không trộm cắp. Con người trộm cắp làm sao có lễ phép? Bạn bè chơi chung với nhau, quý vị là nhà tao bị ăn cắp của người ta, quý vị mượn tiền quý vị không trả, vậy thì làm sao quý vị có lễ phép? Hiểu không? Nên cái chữ lễ trong nhà Nho dạy, còn nhà Phật nói là không trộm cắp, là lễ phép. Hiểu không? Còn cái chữ nghĩa là không tà dâm. Quý vị chơi với bạn bè, quý vị đi đến nhà bạn bè chơi, gặp vợ người ta đẹp quá, dụ vợ người ta ở với vợ bạn, việc làm gì còn cái nghĩa tình của bạn bè nữa. Hiểu không? Còn vợ chồng sống với nhau, còn trẻ thương yêu nhau hết lòng hết dạ, tới tuổi già chồng vợ bệnh che chở nhau, giúp đỡ nhau là nghĩa. Nếu bỏ mất đi chữ nghĩa thì tất cả lời khác khỏi cần nói nữa. Chữ nghĩa mà không có thì khỏi cần nói tới lời khác nữa quý vị. Đoạn hết trơn rồi đó. Nên nó bây giờ tại sao con người ta nó cập vào cái chuyện vợ chồng khi sống ngoài đời? Tại vì chữ nghĩa, khi tối lửa tắt đèn, bệnh hoạn khó khăn thì cái nghĩa này đưa ra để mà che chở sống giúp đỡ nhau. Còn bây giờ con người ta không dùng chữ nghĩa
nên cuối cùng vợ chồng sống với nhau, vợ mình bị ung thư, còn chồng mình bị ung thư, tự nhiên cái người này trốn đi mất tiêu, bỏ chồng bỏ vợ đó là con người không có nghĩa. Phải áp dụng chữ nghĩa trong cuộc sống. Và bạn bè phải cùng phải có chữ nghĩa. Nếu bạn bè mà không có chữ nghĩa làm sao chân thật? Chơi với bạn mà không có chữ nghĩa làm sao chân thật hả quý vị? Từ nơi đó phải áp dụng cái chữ nghĩa vào cuộc sống. Chữ chí là không uống rượu, quý vị coi phải rõ ràng không, thấy không? Chúng ta đang tỉnh táo ngon lành gì nè, bây giờ tôi đang khỏe gì nè. Quý vị ông, mấy ông cho những đứa 1 lít đi. Đem ra 1 lít. Tôi vớt 1 lít xong, bắt đầu tôi bước lên đại chúng tôi sao? Ai đang ngồi đông đúc đó? Ở đầu lúc này nhìn mấy cô người này, cô nàng nào đẹp dữ vậy ta? Thấy chưa? Nó nghĩa là uống rượu vô là tào lao rồi, thấy chưa? Nó nghĩa là vật đó là uống rượu là ngu si, thấy không? Mà lúc bình thường thì mình gặp người ta 30-40 tuổi mình thấy nó bình bình, nhưng cây cột mà khi mình uống rượu vô mắt là nè, nàng ở đó, nàng đẹp dữ. Lúc mình chưa uống rượu gì hết trơn á, mình đi vô nhà vệ sinh, mình đi đàng hoàng, đi tiểu trong nhà vệ sinh đồ đàng hoàng, đi cầu vệ sinh đàng hoàng, đúng không? Nhưng khi uống rượu xong mình không nhìn thấy ai cả, mình không nhìn thấy ai hết, mình thấy cây cột kìa, ô cây cột, cây cột, nhưng mình không thấy những người ngồi bên đây. Mình sẽ bước lại cây cột, tôi sẽ đi tiểu ngay cây cột, đi tiểu xong tôi ngồi xuống tôi đi cầu ngay cây cột. Đi tiểu đi cầu xong kéo quần lên đi luôn. Thì thấy không? Tại vì nó không có dùng chữ chí. Mà uống rượu là ngu si, mất trí tuệ. Mà đã là uống rượu nhiều thì ngu si. Ngày xưa những đứa uống rượu thấy rõ ràng luôn nè, gọi là già không bỏ nhỏ không tha, si đa cũng lụm. Vì biết rằng tôi ngày xưa uống rượu, tôi biết rõ ràng luôn mà. Khi mà những đứa không uống rượu thì đứa nói chuyện cực kỳ hay. Ngày xưa ngoài đời đã nói chuyện hay rồi, chưa đi tu cũng nói chuyện hay nữa. Mà uống rượu vào một cái là rượu vào lời ra nói tầm bậy. Đi lỡ nhà bạn bè chứ gặp vợ bạn, vợ bạn cũng đẹp quá, tào lao rồi, thấy chưa? Rồi bắt đầu là bạn bè đồ đi chơi, đồ đi vô trong cái quán hát với nhau, đồ lên nhảy nhạc, đồ nắm tay vợ bạn, cặp cổ vợ bạn, nói với bạn cho mượn vợ chơi vui chứ được không? Thấy tào lao hay chưa? Nhưng mà lúc tỉnh thì không bao giờ có như vậy. Nó nên mấy ông mà bây giờ mình học Phật rồi, bỏ rượu đi. Tôi 13 năm không uống rượu, tôi thấy tôi tỉnh táo nè. Tỉnh rồi đó. Thấy tỉnh chưa? Thấy mặt tỉnh không? Thấy không? Nó có cô nào vô đây mà gặp những đức mà những đức nói chuyện mà những đức dê mấy cô không có không? Có bao giờ có đâu. Nhưng ngày xưa dê á, chứ không phải đơn giản đâu, trời trời. Ngày xưa ghê, cái miệng này ghê lắm á, dê ghê lắm á. Dê khéo nữa chứ không có giỡn đâu. Vậy đó mà từ khi đi tu tới giờ là đoạn những cái thứ xấu này nhiều ghê chưa. Mà từ không uống rượu tỉnh liền. Nên mấy ông bỏ rượu đi, quyết định hôm nay nghe câu này, nghe thầy nói câu này, bỏ rượu. Bỏ rượu, quyết định bỏ rượu chứ không nói dòng do vậy chứ. Uống rượu nó mệt mỏi lắm, thấy không? Bây giờ mình dùng sức khỏe mình để tu hành này mấy ông ơi. Mình về cực lạc mình gặp nhau, mình về cực lạc đó chứ. Mình là bậc thượng thiện ở thế giới cực lạc, là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thần thông tự tại, trí tuệ quang minh. Thần thông của mình trong một niệm đi 10 phương chư Phật đi cúng dường. Bây giờ ở miền Tây, miền Bắc mà vô đây thuê máy bay đồ xe cộ đi vô đây khó khăn. Có khi máy bay bay trên trời mà gặp mây mù nó che lại, nó rớt máy bay xuống biển nó chết trong chừng. Rồi xe đang chạy tôi sụp ổ gà lộn mèo xuống dưới ao rồi lum la. Như vậy mà về thế giới cực lạc trong một niệm thôi, như khuẩy móng tay là chúng ta đã đi 10 phương chư Phật để cúng dường rồi. Vì nghĩ tuyệt vời chưa? Ôi ôi, cái ngụ thế giới cực lạc nó tuyệt lắm. Nó còn mấy cô bây giờ làm vợ người ta đẻ con được cực khổ, nghe nuôi con cho người ta đàng hoàng vậy mà người ta vẫn nói này nói kia. Nên những đức nói với mấy ông phải thương vợ nha. Cưới người ta về lúc buồn tìm tới người ta, xong người ta cái bụng chình binh nó đi. Khổ như vậy, 9 tháng 10 ngày ăn không ngon ngủ không yên. Vừa bị ốm ngén một cái là ăn cái gì cũng ăn cái gì ăn cũng không được, viết cần cổ cao nhồng, cái bụng chình bình đi, giống như con vịt đẹp.
Còn khi đẻ thì sao? Trời ơi, nó khổ. Bởi vì Phật nói nhàm chán thân nữ, khổ đau gì đâu đẻ. Cái lúc đẻ mấy bà coi, trời ơi, nguyên một cái sắc ở trên mà cầm mà mấy bà ghị. Trời ơi, bà la mà bà bẻ cây sắt, mà cuối cùng cây sắt nó cong quẹo luôn. Nên đố mà cái chỗ nào đẻ mà có ông chồng ngồi ấy. Tại sao bà mụ không cho ông chồng ngồi trong cái chỗ mấy bà đàn bà đang đẻ? Không phải cái lý do là lả lồ người ta là vợ chồng mà gì quan tâm chỗ đó, nhưng mà vì sao không cho chồng vô cái chỗ đẻ? Vì thằng chồng mà ngồi kế bà vợ lúc đó thì bà nhìn thằng chồng mà bà đau gì thì bà tức. Bà tức là bà chết, đúng không? Bà tức là bà chết. Bà tức là lúc mà vui á, vui á, rồi bây giờ á là bà đẻ cực á. Bà nói tại ông thì bà bóp, bà ngắt, bà xé đầu xé cổ với ông, thì lúc đó bà tức á thì bà bị băng huyết, bà chết làm sao. Nên từ nơi đó mà không cho chồng vô cái chỗ vợ đẻ mà phải ngồi bên ngoài, thấy không? Mà mấy ông ngồi bên ngoài cũng đâu có yên, vợ bên trong nó gặn thì mấy ông ngồi bên ngoài lăn xăng như con gà mất đẻ. Trời ô trời, vợ ô vợ đẻ chưa, vợ ô vợ ô vợ, đúng không? Nó có nhiều ông mà đi ở phương xa làm ăn gì mà vợ mà đi vô cái chỗ đẻ thì bắt đầu chạy xe tốc độ nghe, hin 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 hin, trời ơi vợ tôi đẻ tôi tranh thủ về coi trai gái, đúng không? Nó nên từ nơi đó mà nó khổ vô cùng cái cõi này, mấy cô thấy chưa? Rồi một lần đẻ bắt đầu nói với chồng, em tởn rồi anh ơi, đừng có kêu em đẻ nữa nghe, đừng có kêu nữa nghe, một đứa thôi là đủ nuôi rồi anh, khổ lắm anh ơi. Thì lúc đó chồng nó được. Cái dài bữa cái nó bỏ nhỏ lỗ tai nó nói có một đứa con à, mình thêm đứa đi cho nó, hai đứa nó chơi vui. Cái nói à vậy cũng được. thấy chưa, cái vớt thêm đứa nữa, vớt thêm đứa nữa. Cái thời gian nguôi nguôi nó nói có hai đứa, lỡ đứa này có cái gì còn đứa làm sao mà được, thôi bà làm thêm đứa nó đi. Ban đầu nó thôi mệt lắm. Cái nó bỏ nhỏ lỗ tai nhéo vài cái nó, cái bà nói ừ. Thấy chưa, dính thêm đứa nữa liền. Ôi ôi, ngày xưa đẻ mười mấy đứa vì nghĩ thì cỡ nào, trời, bởi vì nó khổ ghê, giết mà te tua tả tơ hết. Nhưng rồi cuối cùng te tua tả tơ cái mấy ổng sống chơi cùng với vợ cái lại chán vợ. Người ta vì mình mà người ta te tua tả tơ, cuối cùng gần người ta lại chán, đi kiếm bông hồng, thấy, thấy vô tình chưa? Người đàn bà tại sao mà đi học Phật nhiều dữ vậy? Đi coi nè, nguyên một cái pháp hội như vậy mà bị nhìn xuống đi, mấy ông mà dám hó hé mới sợ. Nhìn nguyên một cái vàng phái nữ kìa, cái lực lượng phái nữ mấy ông coi kìa. Bởi vì Phật có nói là nhàm chán thân nữ, vì nữ quá khổ mấy cô, thấy không? Nó nên nghe lời những đứa cố gắng niệm Phật đi, chả một đời ngắn ngủi đấy mấy cô. Đẻ chữa gì thôi, chịu thiệt thòi gì, bị chồng đánh đập mắng chửi gì thôi mấy cô, cứ a di đà phật, a di đà phật. Lúc mà học Phật rồi lúc đó trả nợ, ông chồng đánh nói anh cứ đánh em chết đi, em bây giờ chỉ muốn về thế giới cực lạc mà thôi, cuộc đời này khổ quá anh à, em chịu đựng hết, hãy đánh em đi. A di đà phật, a di đà phật. Chậu cái lúc mà bị đánh bị chửi á, mà cái lúc này mình không phải niệm Phật sống sốc, không phải niệm Phật mà a di đà phật, a di đà phật, nó quýnh cho mà te tu. Cái kiểu niệm kiểu đó nó quýnh chết, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Đừng có niệm như vậy, chỉ cho cách niệm mà không bị đánh. Lúc mà nó vừa đưa tay nó chuẩn bị nó tát xuống mình, a di đà phật, a di đà phật, thì coi làm sao mà đánh được. Ôi ôi quý vị nhớ nghe, cái cảm giác mà đặc biệt nhất mà không bao giờ bị đánh, tại sao lúc chưa mình bị đánh mình chả treo lại? Rồi tại sao có những câu niệm Phật mà vẫn bị đánh? Vì mình không đối mặt cùng mặt. Bây giờ phải đối ngược lại, dùng cách mới. Cách mới, cách này chỉ là đặc biệt nè, hồi xưa giờ chưa từng chỉ cho ai. Thấy không? Bây giờ mà cự la mà chuẩn bị lỡ đánh mình nhìn thẳng ngay mặt, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Cái thằng nào mà đánh cho cái thằng này cái thứ cô hồn, cái đảo gì nó mới đánh nổi. Làm sao mà đánh nổi?
cậu là cậu mới nhìn ngay mặt mình. Bây giờ quý vị nhìn ngay mặt gì chịu nổi không? Nhìn mà cặp mắt nó cảm thấy mà du dương khổ đau mà tha thiết, mà bằng một cái sự mà gọi là vợ chồng thương yêu mặn nồng, mà tại sao bây giờ ông nỡ đánh tôi đúng không? Nhìn sao đánh đâu quý vị, sao đánh được nó. Nên từ nơi đó thì bắt đầu lúc quý vị niệm có Phật hiệu đó, nó âm sâu vào tâm khảm của ông, nó đột phá vào tâm ông, nó làm cho ông tỉnh táo lại, là và ông tự nhiên chuyển được cái tâm. Và ông lúc đó tự nhiên ông tỉnh rồi, ông lại nhìn nhận người vợ ông, nói công nhận bà này đi học Phật hay. Ngày xưa khi mình tức lên là trời ơi, mình quýnh bả mà quýnh hoài, mà quýnh thương nhưng mà tại sao quýnh hoài quýnh không đã. Nhưng bây giờ vì sao bà có một cái phép thuật gì mà ghê quá. Cái ông mới đi gặp bạn bè, ông nói vợ tao bây giờ nó đi học Phật, không biết ông thầy chỉ được cái phương pháp gì mày ố, nó dùng mê hồn đối với tao. Lần trước tao bay vô tao đánh nó te tua, bây giờ tao bay vô nó nhìn ngay mặt tao, nó làm cho tao dừng tay lại, mà nó còn làm thêm mấy câu thần chú. Mấy thằng kia hỏi mấy câu thần chú gì ông có nhớ hay không. Tao nhớ mấy câu thần chú này có mấy chữ dễ nhớ lắm. Nó nhìn ngay mắt tao, mà cặp mắt của nó nhìn tao không phải như ngày xưa bằng một cái sự hận thù, mà cặp mắt nó nhìn tao bằng một cái sự mà gọi là chấp nhận bị đánh. Trời ơi, nhìn bằng cái cách nhìn chấp nhận bị đánh mà chấp nhận trả nợ. Cái cách này hay, đúng là nói vui mà nó hay, đúng là nói đầu nó lòi đuôi. Rõ ràng nhìn bằng một cách mà tha thiết, mà gọi là ta bà khổ, khổ không nói hết. Nhìn ha, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Sao đánh nổi không? Từ đó về sau dùng câu thần chú này là giúp cho ông chồng mình bỏ luôn cái tâm sân hận, bỏ luôn cái tâm sân hận, chuyển được tính tình ông chồng. Còn ngày xưa chữ búp 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 búp, nhào vô đánh đi, mày đánh cho tao chết đi, mày đánh cho tao chết đi, cho tao chết phức cho rồi đi. Nó búp 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 búp, ngày mai đưa đi bệnh viện. Nó không chết mà nó còn tốn tiền gia đình nữa chứ. Cái này mới ác đạn chứ. Còn có nhiều bà còn giải ác đạn nữa. Chồng đi nhậu về nó tức lên, tự nhiên cái ban đầu nó chỉ, nó cầm cái cây, tao đập cái tivi. Cái bà vợ trong bước ra, đập đi tivi đó, đập đi đang khỏi coi. Mày thách tao. Bướp bướp bướp. Còn cái tủ kiến kìa, đập luôn đi cái tủ kiến á. Còn cái tủ kiến ở nhà, còn cái của tủ kiến nó đập đi. Bướp. Rồi đầu ngủ giấc, ngày mai thức dậy uống rượu là thường như vậy đó. Ngày mai thức dậy bắt đầu sao? Trời ơi trời, uổng ghê trời. Hôm qua nhậu với mấy cái thằng lụ đạn, cuối cùng về đập cái tivi với cái tủ kiến. Bắt đầu là vợ chồng còng lưng đi mua cái tivi với cái tủ kiến. Nghe thấy không? Bây giờ mình nghe đạo rồi đi, hòa thuận, một người giữ một người chốn. Gặp chồng mình nó hung dữ, nó về là nó nói này nói kia, thôi chốn phước cho rồi đi. Kiếm chỗ nào mình núp núp phước cho rồi đi. Còn niệm Phật thì y gan những đức chỉ nãy đó, thì không bị đánh. Nghe không? Quý vị thấy về đây được cái tiệc chiêu chưa? Nó nên bào nào bà nấy mặt tươi rói. Thấy chưa? Nghe không? Nó nên một buổi nói chuyện thôi, cỡ mở vô cùng, 10 giờ luôn à. Nói chuyện kiểu này chắc khỏi lễ Phật quá à. Nghe không? Nên nói với cũng tội nghiệp. Hồi tối lễ xong rồi cố gắng đi vòng, thấy trời ơi. Mình xong rồi mình lên mình thay đồ này kia, rồi mình có phòng, mình thay đồ, mình lau, mình mãi, mình bận đồ sạch sẽ vô. Còn cái giờ người ta ở đây người ta lễ, người ta nằm giật nằm dựa. Rồi có những khi mà bây giờ đó mà đi tắm đi gì bất tiện, có nhiều bà để đồ dơ vậy luôn để ngủ. Có nữa đó chứ không phải không đâu. Mà tối đi ngang có mấy bà hôi hôi. Nó nên từ nơi đó mà trời ơi, mình thấy mà tự trong lòng mình cảm động vô cùng. Cứ đứng trên lan can hoài, cứ nhìn qua bên đây. Rồi nói với chú Kiệt có đi vòng vòng coi xong chưa, tắt đèn giùm cho mấy bà ngủ một chút. Trời ơi, thấy nằm giặt nằm dựa, mình thấy cái tâm quyết người cư sĩ người ta tu hơn người xuất gia mình luôn. Không có đơn giản. Cái tâm quyết người ta quyết chí người ta tu mà trời ơi, nằm gì đâu mà nằm như vậy mà chịu đựng. Có những cô mà lễ xong, như bản thân như Đức lễ xong còn mệt, mà có những cô lễ xong mệt cầm cái hộp cơm. Cái hộp cơm mình có khi đông người quá, hộp cơm nó nguội lạnh, đồ ăn nguội lạnh buổi chiều, nó cho gì mà gán ăn miếng để mà có sức khỏe ngày mai tu nữa. Còn những đức ở trên kia người ta đem một tô cháo nóng hổi mà còn ăn vô. Khoan ly bột sắn uống đại rồi xong, tô cháo không ăn được luôn. Vậy mà có những người người ta xuống người ta ăn cơm nguội lạnh như vậy. Nên cái người phục vụ cho đại chúng mới để ý được cái chỗ này, để mình lo lắng cho người ta. Trưa nay quý vị nhớ nha, dọn hết nguyên cái
cái chánh điện này nè những phát xong á là cho Phật tử ta nằm ngủ ở đây bật quạt nó cho nó mát. Trưa nay mình nói chuyện Iran gì khỏi lễ Phật ra cúng đĩa thực phóng sanh, để tranh thủ mình đi ăn cơm xong mình qua Đại Tùng Lâm, hiểu không? Vì thì ngủ đây được rồi, ngủ ngon lành luôn. Tới giờ tu đi rửa mặt chạy vô ngồi khỏi niệm ngồi gì, ngồi sát sát nhau nghe pháp một chút ra phóng sanh cúng đĩa thực là xong. Mà nằm ngủ ở đây bật quạt cho nó mát, chứ cái giờ này nó nóng nảy nằm ở kia hanh nắng còn quạt đâu có nữa. Nên nằm trong đây nha, trong đây nằm hết đi, hiểu không? Nó nằm hết trong đây đi. Nhưng mà mình là phái nữ, có khi mình nằm, có khi mình ví dụ như mình đi đâu đi mình cũng cầm theo cái khăn. Có những bà cháu là cháu mình đi trên lan can á, trên mà mình nhìn xuống có nhiều bà bánh nằm ngay cái ghế á, mấy không anh nằm đã là mình biết mình bản thân mình vậy mà nằm gì nè. Còn mình nói sao bà nó bất kỳ cục ghê luôn. Mình nó biết mình bản thân của mình, mình nằm thì cũng khép khép gì chút, cũng cuốn người chút đi, nằm gì đâu mà chàng hãn chê hê. Mà nhiều bà mà đâu phải bận đồ lam, mà nhiều bà bận cái kiểu đồ thun mà nó bó bó vô á, trời ơi mà còn nằm mà con. Bởi vì cái đó cũng là một cái nhân cách tu hành của con người mình đó quý vị. Mình là phái nữ đi đâu cũng vậy chứ, trong cái giỏ của mình nào là khăn, nào là đồ, đồ của phái nữ mình cái gì rõ ràng mình chuẩn bị. Lỡ mình đi ra đường bắt thử cái này cái kia thì sao, phải có đồ mà thay, hiểu không? Cái đó là cái chuẩn bị của người phụ nữ, mà khi mình là người mẹ phải dạy con gái như vậy luôn, hiểu không? Nó cái đó vậy đó, còn nằm ở đâu cũng có cái khăn nó giống như là nó phớt ngang người mình nhẹ ăn cái cúng dưới cái cũng được đi, hiểu không? Chứ bây giờ mà trời không có cái gì che lại hết trơn á, nó kỳ cục tới ghê luôn. Rồi người ta đi qua đi lại mấy ông thầy cũng phàm tăng lên đi ngang nhìn cái đi ngang nhìn cái đi lại về ăn đồ hũ cũng khó vô cùng luôn, hiểu không? Nên từ đó trời chúng ta là phàm phu, cái thẳng thắn đi quý vị ơi. Chúng ta là phàm phu lắm, cái gì dán bài lặt ngựa vẫn là dễ nhìn hơn, hiểu không? Cái gì nói rõ nói ràng đi chứ đừng có nói mé mé, nói mé mé không hiểu đâu. Chúng ta bây giờ là cái thời đại công nghiệp gọi là cơm áo gạo tiền, cái thời đại nó chạy nhảy lăng tăng, mà cái thời đại này mà còn bắt mình phải suy nghĩ nó không có thời gian. Nên cái cách nói chuyện nhận đức là khỏi suy nghĩ cũng hiểu nữa, hiểu không? Nó nên vô chánh điện như mình nằm, thí dụ như Phật ở đây thì mình nằm mình quay dò ngang nhau, chứ đừng có đưa dò vô mặt Phật. Không, mình không cậy thì mình cũng có tâm cung kính một chút đi, hiểu không? Rồi dù mình nằm mình quay mặt ra ngoài, mình quay mặt ra ngoài mình nằm gì, đúng không? Chứ mình đừng có đưa chàng hãng chứ hê vô mặt Phật. Cái này là nó thiếu lễ phép, nó thiệt luôn á. Nó lễ phép từ tâm, nhưng mà từ tâm mình sanh tướng. Nhưng mà bây giờ cái tướng của mình nó chàng hãng chứ hê cái này mà nói ha, tôi như vậy đó mà tôi cung kính đó là sao? Không cung kính được, cung kính gì mà kỳ cục thế ghê. Không nói cũng dám, có những bà mà nằm đây ngủ dám nó đưa mặt vô đây rồi phải cũng dám lắm á. Không, tại vì sao? Vì Phật đã nói rằng cái người phụ nữ mình mà sanh trong cái nhà Như Lai là giáo pháp Đức Thế Tôn phải giảm 500 năm. Tại vì sao? Vì có nhiều cái tập khí lạ kỳ lắm. Tuy là tu thì cũng siêng tu lắm, nhưng mà bước ra một chút bắt ngồi ăn cơm nè, ồ chị ơi chị thấy không, thầy bữa nay nói chuyện có những câu mà nó hay, mà có những câu ông thầy này nói chuyện thô quá à, đúng không? Hoặc là trời vô chùa mà sao thấy cái người đó dị 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 kìa, có cái bà đó dị kìa, con nhỏ đó nó dị kìa. Đó cũng do cái bệnh này mà trong nhà Như Lai giảm hết 500 năm mà giáo pháp Đức Thế Tôn. Còn đàn ông dị chứ đỡ lắm, đàn ông dị chứ nó đỡ tối đa luôn á. À, cái phước của người đàn ông nó lạ lắm quý vị. À, nhìn nó tu sao người phụ nữ, nhưng mà người đàn ông mà nó chịu tu một phát là nó qua mặt quý vị liền đó. Tại vì người ta bao nhiêu trăm năm người ta mới được làm người đàn ông. Cái phước người đàn ông lớn lắm, hiểu không? Nó và cái góc độ người đàn ông và cái trí người đàn ông nó sâu lắm. Nó nhớ, nhưng mà nói đây không phải là ép mấy cô quá nghe, nhưng mấy cô chịu tu, do mấy cô chịu tu nên trong cái thời mạt pháp người phụ nữ thành tựu nhiều nhất trong tất cả đàn ông và tăng. Phụ nữ thành công nhiều nhất vì phụ nữ tu nhiều nhất, khổ nhiều tu nhiều. Đó nên cái buổi nói chuyện này có nhiều cái rất là hay đó. À, quý vị nghe rồi khắp nơi người ta được nghe đó, nó được lợi ích khi mình đi đến chùa. À, nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả đại chúng đi về đây á, đã phát tâm tu thì có mấy ngày thôi, nói chứ ban tổ chức cũng cực lắm quý vị ơi, thì chúng ta đều mang cái tâm cảm ơn nhau để giúp nhau.
Thì bây giờ chúng ta tu, chúng ta cố gắng nhiệt tình hết mình để mà tu mấy ngày cho nó xứng đáng. Cái chuyến đi của mình nào là bỏ công ăn việc làm rồi tốn tiền xe, mình đi đến đây mình tu mà mình về mình gặp chồng, gặp con, gặp vợ mình không có ngại. Tại vì mình đi mình cũng tu cực lực, mình tu hết mình xứng đáng lắm. Nhưng mà cái tu vậy nó sanh phước duyên lớn lắm ha. Cái việc đạo đức mỗi một con người chúng ta rất là chú trọng, từ người tu hay là người không tu gì chăng nữa, xuất gia hàng cư sĩ gì, thì cái việc đạo đức làm người vẫn là quan trọng nhất trong cuộc đời. Như nãy như Đức gặp một gia đình có một thanh niên, nó cũng 29 tuổi, như Đức nói chuyện với người thanh niên đó, những Đức có nói một câu: có nhiều người mình cả nhà cũng biết quy y Tam Bảo, nhưng có khi biết đi đến chùa chỉ là thắp nén nhang rồi cầu xin cho vợ chồng con cháu gì đó được hạnh phúc, rồi năm nay làm ăn cho nó được phát đạt, lúa thóc gì đó nó được trúng mùa, buôn bán nó được nhiều người đến mua, được lời nhiều, hoặc là làm biến một chút thì cho chúng vài tấm giấy số. Nghĩa là cái quan niệm người ta đi đến chùa cúng cho Phật nải chuối hoặc là một bó nhang, thì bắt đầu là người ta cầu quá nhiều thứ vậy. Và họ cũng nói rằng là họ đã từng quy Tam Bảo và quy cũng nhiều năm, nhưng quy Tam Bảo, nhưng cái y vào cái Tam Bảo đó thì chúng ta khi không hiểu, không ai nói rõ cho nghe. Có khi chúng ta quy y được truyền thọ năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nhưng chúng ta chỉ có quy y mà không y, không làm, hiểu không? Dù là mấy chục năm quy y đi chăng nữa thì cũng là cầm một tờ giấy quy y về chéo nhà toàn ten chơi, chứ không có kết quả gì. Nên những Đức nói gia đình đó, những Đức có nói một câu: Phật Pháp hay lắm. Không phải là người nghe Phật Pháp là đi cạo đầu xuất gia ở trong chùa, không phải đâu. Mỗi một con người đều có nhân duyên khác nhau. Phật Pháp có thể áp dụng vào tất cả những con người đang sống trong cái quả địa cầu này. Từ người làm cha, làm mẹ, làm con, làm cháu, anh em gì, đều Phật Pháp áp dụng vào mỗi một con người để mà chúng ta có thể dùng Phật Pháp và áp dụng trong cuộc sống mà có được niềm an vui và hạnh phúc. Là từ ngay cái chỗ nhân cách đạo đức sống và tu hành. Thí dụ như bây giờ quý vị đang ngồi ở trong cái đạo tràng đông người ta như vậy, quý vị để một cái điện thoại kêu hoặc là em ơi hát cơm sùm, quý vị nghĩ bao nhiêu con người người ta động ở trong đây trong khi người ta đang tu, mà để điện thoại nó reo như vậy thì vậy thì cái nhân cách này sao quý vị? Cái chuyện này rất đơn giản mà có rất là nhiều người chúng ta vẫn không quan niệm để ý tới cái chuyện này. Mà một cái việc nhỏ này nó phá đi cái đạo đức của người mình, và nó làm cho cái nhân cách của người mình bị người ta đánh giá là một con người không có góc độ sâu sắc, hiểu không? Chuyện đơn giản thôi. Thí dụ như bây giờ điện thoại mình bấm bao nhiêu ngày tháng ở ngoài đời, mà bây giờ vô trong cái đạo tràng hoặc lâu lâu đi vô chùa tu có một ngày hai ngày cũng là bấm điện thoại. Chúng ta hãy bình tĩnh suy nghĩ là cái bấm điện thoại của chúng ta có giải quyết được vấn đề trong cuộc đời mình không? Có giải quyết được không? Cầm điện thoại bấm tối ngày để tiêu khiển thời gian có giải quyết được vấn đề không? Không. Khi có chiếc điện thoại, khi coi nghe pháp đồ, hoặc là đem Phật Pháp giới thiệu, hoặc là truyền tải Phật Pháp còn có ý nghĩa một chút, đúng không? Nhưng mà nếu để bấm điện thoại chơi điện tử hoặc chơi cái này chơi kia, con hình này hình nọ trong đó đó, thì cái chiếc điện thoại này không giải quyết được vấn đề. Nhớ nghe. Vậy mà có khi ngồi ở trong một cái pháp hội tu, người ta lễ Quan Âm, người ta tu, người ta nghe pháp, người ta niệm Phật, vậy mà để điện thoại reo. Vậy mà vẫn không nhìn nhận được cái việc làm của mình, mà để chính mình phải đi tắt nguồn điện thoại, mà vẫn là reo một cái. Có khi đang ngồi gì, chiếc điện thoại reo, cái tự nhiên cầm điện thoại chạy rẹt ra ngoài, chút cái chạy rẹt chạy vô. Cái chuyện này sao nó lạ vô cùng. Cái con người mình sao, tại sao mà một cái việc như vậy mà mình không
không nhìn nhận được các quý vị. Lúc trước mà những đứa ngồi ở nhà ăn ăn cơm, mọi người người ta ngồi người ta ăn cơm im re. Một người này bận quần tây áo sơ mi bỏ vô thùng mang giày tây, tóc chạy bảy ba, nhìn rồi nó trí thức vô cùng. Vậy đó mà vừa ăn cơm xong một cái đầu ngồi ngay chỗ đó cầm điện thoại nói chuyện sùm, người ta lại người ta nhắc chú nói chuyện điện thoại ra ngoài giùm, ngồi đây nói chuyện điện thoại nó làm động đại chúng đang ăn cơm, ở đây ăn cơm không nói chuyện. Thấy một cái tự nhiên bước ra ngoài nói chuyện điện thoại xong, cái tự nhiên bước vô ngồi chưa nóng cái mông, cái tự nhiên chạy lại ngay trận cái chỗ xả nước xả ao múc nước hắt vô mặt, rửa miệng xúc bao nhiêu con người nhìn, mà một cái hành động, một con người cái tướng trí thức vô cùng mà một cái hành động nho nhỏ vậy thôi mà phá đi cái nhân cách của họ luôn. Vì thấy không quý vị, cái chuyện nhỏ thôi đó. Nên con người có khi học bằng cấp này, bằng cấp kia, bằng cấp nọ, nhưng mà cái việc nhỏ vô cùng để áp dụng trong cuộc sống không nắm được. Họ cứ nghĩ rằng là họ được cái bằng cấp này, bằng cấp kia là họ hơn mọi người, đúng không? Nhưng mà cái đối nhân xử thế thì không biết. Quý vị biết rằng có những người lên thành phố đi học chỗ này chỗ kia, nước ngoài này kia, vậy mà khi trở về miền quê thì cái cách đối xử với người miền quê không biết cách. Bị bao nhiêu con người người ta xem thường và người ta nói chỉ tay sau lưng là một cái hành động của người tệ. Nên những đức đã từng hướng dẫn cái lớp đạo làm con, những đức nói với các cháu nhỏ trong cái lớp đạo làm con, những đức nói nè, các con nhớ nha. Các con sau này đi du học ở nước ngoài, đi đến nước này nước kia đi du học, các con là một thành viên của người nước Việt Nam chúng ta, để mà đi qua đất nước khác để mà tìm tòi cái sở học được hay, những cái sở học tốt đẹp. Các con á, đi qua bên đó, các con đi du học á, các con đừng có đi qua bên đó ăn cắp đồ, ăn trộm đồ của người ta bên đó. Khi người ta chửi các con không phải là người ta chửi một con người các con, mà là người ta chửi người Việt Nam. Mà đã là người ta nói người Việt Nam thì toàn bộ người Việt Nam bị chửi hết. Cái tội này của các con nặng vô cùng. Nếu như các con đi qua nước khác mà các con bê tha, thấy đồ người ta gớt mình lụm, rồi thấy lấy cái gì của người ta cái tự nhiên đi ăn cắp, vậy thì người ta đánh giá cả người Việt Nam. Nên các con nhớ sau này đi du học ở nước ngoài phải lấy cái nhân cách làm người đi ra ngoài đó để sống với người ta ở đất nước của người ta. Người ta sẽ đánh giá người Việt Nam là người tuyệt vời. Giống như lúc trước chùa của mình, người nước ngoài cái thời điểm mà chưa có dịch bệnh đó, là nước ngoài đi vô chùa mình nhiều lắm. Tại đây là ngay cái cảng nên nước ngoài người ta ghé đây, người ta đi du lịch, người ta ghé chùa mình, người ta tham quan nhiều lắm. Những đức bố trí cho một nhóm người trong chùa mình, một số người cũng biết tiếng Anh đó quý vị, còn những đức thì biết đủ thứ tiếng nên không có gặp ai chi, tại biết nhiều thứ tiếng quá, lỡ nó nói lộn tiếng mất công. Nên từ nơi đó đặt trách cho một số người biết một số tiếng á. Bắt đầu là người nước ngoài người ta vô cái dẫn dắt người ta đi một vòng xanh quanh, cái đi xuống tới nhà bếp, cái những đức bố trí cho những người cắt ỏi, cắt cốc, cắt xài rồi đó. Vậy mà cái người nước ngoài có những cái món đồ gì đó mà nó lại không ăn được, mà khi nó ăn nó mê chứ ghê thiệt chứ. Quý vị biết người nước ngoài người ta ăn nhiều món, nhưng mà có những cái món đơn giản thôi, những cái món mà ở Việt Nam mình đơn giản vô cùng, quý vị cho họ ăn thì họ mê lắm. Mà cho họ ăn mà đưa cho họ đồ, tiếp họ đồ vậy đó quý vị. Mà vậy mà lần đầu đi đến 20-30, lần sau 40-50, lần sau cả 100 người đến vậy đó. Bắt đầu là có một số người nước ngoài họ nói với mấy cái người mà trong chùa mình mà biết tiếng Anh, họ nói nè, người Việt Nam thật là dễ thương, người Việt Nam dễ thương lắm. Thấy chưa? Cái hành động đơn giản như vậy thôi, người ta nói là người Việt Nam dễ thương, người thấy chưa? Nà. Rồi các cô mà vô cộng tu cư sĩ đồ ra mà chào hỏi họ, họ nói người phụ nữ Việt Nam thật là đẹp. Thấy chưa? Nhiều Bác Hồ chúng ta ngày xưa mà cái nước ngoài người ta vô đồ, cái bắt đầu là Bác Hồ cái nào cho người dẫn người ta đi tham quan đồ chỗ này chỗ kia, cái dẫn đến người Việt Nam bằng áo dài tha thước đồ, ta khen người phụ nữ Việt Nam dễ thương, nói chuyện rồi mềm mỏng đàng hoàng, thấy không? Cái nhân cách đó nó rất là quan trọng quý vị. Đó. Nên thí dụ như hôm qua những đức lại Bồ Tát Quán Thế Âm ở ngoài kia, ở trong đây nè, ở ngay chính giữa chánh điện này có hai mẹ con, không biết có đang ngồi đây hay không. Hai mẹ con, một đứa con thì bận cái bộ đồ hơn ngà ngà đen đen, nhìn nó cầm thêm cái cặp. Hai mẹ con lễ Bồ Tát Quán Thế Âm mà đứa con nó cứ bò qua bà mẹ rồi cầm điện thoại bấm 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 bấm, mà đứa con nó cũng lớn nghe, khoảng 11, 12, 13 tuổi vậy đó.
Nó bò qua bà mẹ chút cái nó đứng lên, đứng ngay chứ giữa chánh điện luôn. Mà bao nhiêu con người người ta đang lễ gì, nó đứng lên đi vòng vòng. Cái bò qua mẹ, cái gặp mẹ, cái này cái kia. Mình nói ủa sao cái hành động của người ta, sao cái chỗ này người ta khó, không nhìn nhận ra chợ. Trong khi bao nhiêu con người người ta đang lại, mà ông thầy ông đang lại phía sau, ông đang sướng quá trời luôn, mà mình ở phía trước mình làm động người ta, người ta lại ở phía sau như vậy. Vậy thì nguyên một cái thờ tu của mình nó mất tiêu sạch nhất hết trơn rồi. Chỉ cần một hai niệm của những đức không vừa lòng thôi là cái như là không còn một chút xíu luôn nữa cho vị biết. Chỉ cần một hai niệm những đức không vừa lòng người đó thôi. Nên khi những đức lễ xong rồi, những đức nói thôi đem cái quan niệm nó ra, và mình tuyệt đối mình không có bực bội người đó nữa. Để cho cái người đó xong đi. Sáng nay mình giảng mình nói một cái để cho cái người đó nó tiêu cái nghiệp đó liền đi. Hiểu không? Nên từ nào đó trước mặt người ta lễ đông như vậy mà hai mẹ con cứ lằng quằng ngay trước giữa chánh điện luôn. Như vậy thì hành động mình như vậy mình làm sao? Dẫn con mình đi ra tuốt phía sau đi. Nên nhìn được bố trí cho một số anh em khi người ta lễ người ta tu, đi xung quanh để coi sự việc, để mà bảo hộ cho người tu. Lúc đó mà bây giờ một mình không lễ mà mình vô mình dẫn những người đó ra, công đức mình còn hơn lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì sao? Bảo vệ cho nhiều người lễ Bồ Tát Quán Thế Âm được ổn định. Quý vị nhớ nha, lễ Phật Bồ Tát là công đức. Nhưng mà cái lúc lễ dù có vui nhưng mà tuyệt đối đừng làm phiền người khác. Có vui nhưng không nên làm phiền người khác. Thí dụ như dù có những người người ta niệm, thí dụ như Quán Thế Âm Bồ Tát, mình có thể mím cười, mình mím mím mình cười, mình vui vui trong lòng. Chứ tuyệt đối mình không có cười ha, mình giỡn úp sùm. Tại vì người ta đang lại Bồ Tát, lại Phật. Trong kinh giáo nói rằng thà làm động nước ngàn sông chứ không nên động tâm người tu tập. Người ta đang tu mà mình làm động người ta là không nên. Hiểu không? Nhân cách đạo đức sống và tu hành này nó áp dụng luôn rồi, thấy chưa? Đó, nên những cái việc nhỏ nhỏ đó tự mình nhận thức nha. Đừng có để đi đến cái chỗ đông người mà mình làm cho mình bị tổn phước, tổn duyên, người ta đánh giá mình chết. Hiểu không? Thí dụ như giờ chiếc máy quay phim đang quay ở đây, có những người đang ngồi ở đây. Thí dụ mình muốn đi vệ sinh, mình phải quan tâm cái máy quay phim đang quay người ở đây nè. Thì mình muốn đi thì mình lỡ mình có đi ngang, mình cũng không khom mình đi ngang. Tại vì nếu không thì mình phớt ngang cái là cái hình ảnh nó bị che lại cái đoạn liền, hiểu không? Hoặc là mình muốn đi mình âm thầm mình đi phía sau. Thí dụ như mình thường đi vệ sinh đi, mình ngồi trong công chúng đi, thì mình kiếm cái chỗ nào mà mình đi mà đừng làm động người khác. Chứ đừng bao giờ cái chuyện của mình mà để động người khác. Thì đây là cái người nhân cách sống, tạo ra phước duyên và giữ được phước duyên. Thôi chúc quý vị an lạc nha. Ai Di Đà Phật. Chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Hàng Phật tử khắp nơi nơi về đây để lễ 1500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm trong 3 ngày. Giờ nào mình tu cũng được niệm Phật, như hôm nay có khi 7 giờ mấy buổi sáng mà chúng ta đã được niệm Phật tới 9 giờ. Xong những đức chia sẻ Phật pháp đâu 1 tiếng mấy đồng hồ, xong ra làm lễ phóng sanh. Cái công đức của toàn thể đệ chúng tu gì nó lớn dữ lắm. Nên chúng ta đem cái công đức này nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị luôn luôn hưởng được cái công đức này, mà tất cả những người trong gia đình mình đều tiếp nhận Phật pháp, biết tu hành, biết niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị,
và tất cả những người mắc trong cái trận dịch bệnh Covid mà chết rất nhiều người khắp nơi trên thế giới. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả những chúng sanh chết chưa siêu thoát đó đều được thừa hưởng những công đức này và nghe được bổ nguyện của Di Đà. Đức Phật A Di Đà đã phát lời nguyện tất cả chúng sanh, từ con người còn sống cho tới những con người đã chết làm cô hồn vất vơ vất vưởng, hay những con chim này khi nghe được bổ nguyện của Di Đà mà phát tâm niệm A Di Đà Phật cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì Đức Phật A Di Đà đều tiếp dẫn những chúng sanh đó về thế giới Cực Lạc. Khi về thế giới Cực Lạc được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thân sắc vàng rồng, không già, không bệnh, không chết, lúc nào cũng được an vui tự tại. Chỉ có về thế giới Cực Lạc mới được an vui tự tại, nên tất cả những quán thân trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp, hay là hương linh thai nhi muốn theo đòi nợ, khi nghe được bổ nguyện của Di Đà nên chân thật buông xuống cái tâm đòi nợ và phát tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Quan gia nên giải không nên kết, như vậy thì chúng ta mới là người có trí tuệ và được tu hành và được giải thoát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta làm lễ phóng sanh nè, được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng những con chim này. Những con chim này cũng do những con người sống ở cái cuộc đời mà tạo nghiệp chướng mà cuối cùng đọa làm lăng thân súc sanh. Có những con người bất hiếu với cha mẹ, bất hòa với anh em, tham chấp nặng nề, sân hận và ngu si, từ nơi cái nghiệp chướng đó mà làm loài súc sanh khổ như vậy. Nên mỗi một con người chúng ta biết Phật Pháp, mang tâm từ bi, nên vừa biết ăn chay mà lại phóng sanh. Nên mỗi một người mình nên đoạn cái tâm tham sân si và biết niệm Phật để tránh cái nghiệp quả phải đọa làm loài súc sanh khổ như vậy. Hôm nay chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng những con chim này. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạo quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạo quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạo quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà, A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị luôn luôn an lạc nha. A Di Đà Phật. Chúng ta xuống giai đường ăn cơm đi quý vị.